Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kinh doanh và Chứng khoán. Và với video ngày hôm nay trong chương trình Góc nhìn vào thị trường thì chúng ta sẽ có một cái khách mời, đó là anh Nguyễn Phát, sẽ đồng hành cùng với chúng ta cũng như là đưa ra những cái quan điểm cũng như là những cái góc nhìn về thị trường trong những cái giai đoạn sắp tới cũng như là cái phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị nhé. Thì đầu tiên trong cái phần trình bày đầu tiên thì em sẽ tổng hợp qua một chút về thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường của chúng ta đóng cửa ở mức là 1.277.14 điểm, giảm 0.44 điểm, tương ứng với mức là 0.03%. Và với một cái mức thanh khoản đâu đó khoảng tầm là 24.000 tỷ, gần 24.000 tỷ đối với sàn HOSE, và tổng trên 3 sàn của chúng ta sẽ rơi đâu đó là khoảng tầm là 26-27.000 tỷ anh chị nhé. Đồ rồng thị trường ngày hôm nay thì với 207 mã tăng và có 15 mã tăng trần với 236 mã giảm. Đây cũng là một cái mức tăng độ rộng khá là tốt, mặc dù là cái điểm số của chúng ta tăng không nhiều, nhưng mà anh chị có thể thấy là phiên sáng ngày hôm nay độ rộng của chúng ta thì nó rất là bo hẹp với những cái mã giảm áp đảo mã tăng anh chị ha, và kèm theo đó có một cái sự tích cực, đó là khi mà có tới 15 mã tăng trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Tác động tiêu cực ngày hôm nay chủ yếu trong phiên ngày hôm nay đó là VN30, khi mà VN30 đã từng có lúc là giảm trên 10 điểm và cuối phiên kéo ngược lại chỉ giảm khoảng tầm 3 điểm, thì đây cũng là một cái tín hiệu tích cực trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay của đối với là chỉ số VN-Index và chỉ số phái sinh. Lực mua mạnh ở cuối phiên giúp cho thị trường chứng khoán của chúng ta thoát khỏi một cái ngày giảm mạnh anh chị, khi mà chúng ta đang đóng gần tham chiếu. Với những cái dòng tiền anh chị có thể thấy là lan tỏa trực tiếp từ những cái mã cổ phiếu như là DTD, bất động sản như là DTD hay NHA, hay là những cái mã cổ phiếu như là chứng khoán cũng có một vài mã cổ phiếu khá là nổi bật như BVS, MBS này. Rồi chúng ta cũng có những cái mã cổ phiếu như trong ngành phân bón, hóa chất. Đó là những cái mã cổ phiếu có những sự nổi bật, và một cái nhóm ngành mà cũng chiếm tỷ trọng nhỏ thôi, đó là cái nhóm ngành may mặc thì cũng đã có những sự bật tăng đầu phiên. Tuy nhiên là cuối phiên cũng duy trì được cái đà tích cực này. Đó. Thì đối với lại cái thanh khoản của chúng ta, quay trở lại với thanh khoản của chúng ta thì chúng ta cũng là một cái phiên thanh khoản khá là cao, nhưng mà so với ngày hôm qua thì cái mức thanh khoản này không có phải là một cái mức thanh khoản nó đột biến hơn, đúng không vậy? Khi mà ngày hôm qua thì cái thanh khoản của chúng ta giao dịch đâu đó khoảng tầm 27.000 tỷ đồng. Thì với cái việc mà thị trường vận động như thế này thì anh Phát có những cái góc nhìn hay là những cái suy nghĩ gì về những cái nhóm ngành hay là về thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay hay không? Thì anh có thể là chia sẻ với anh chị nhà đầu tư để trước khi mà chúng ta đi qua về cái phần biểu đồ anh chị nhé. Ok, hello, xin chào quý anh chị em nhà đầu tư nha. Thì ngày hôm nay thì em Tùng và Phát cũng sẽ quay trở lại với một cái video về thị trường. Cũng giống như là Tùng đã chia sẻ với anh chị em từ nãy đến giờ, là trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì có một cái biến động rất là lớn vào phiên chiều, và tuy nhiên là cũng có những cái cú rút chân cũng như là lực mua vào cuối phiên. Thì đối với cái động thái như vậy ngày hôm nay thì em đánh giá là thị trường ngày hôm nay là một cái phiên giảm khá là tích cực sau một cái phiên bung thanh khoản ngày hôm qua. Đó, một cái phiên giảm nhưng mà cho thấy được cái lực cầu ở phía dưới còn rất là nhiều, cũng như là cái những cái dòng tiền vẫn đang chờ đợi phía ngoài, là họ sẵn sàng vào mua khi thị trường chỉ vừa mới giảm nhẹ thôi. Đó, chỉ giảm hôm nay một cái phiên giảm đâu đó khoảng 10 điểm trong phiên ngày hôm nay là một cái phiên tương đối là nhẹ nhàng, khi mà thị trường đã đi lên được 110 điểm rồi anh chị, thì một cái cú điều chỉnh khoảng 10 điểm em nghĩ là rất là nhẹ nhàng, và lực cầu đã ngay lập tức tham gia vào cuối phiên khi mà chúng ta thấy được là có những cái cổ phiếu rút chân rất là mạnh, đã quay trở lại tới những cái vùng giá là xanh 3-4%, thậm chí có những cổ phiếu đang đóng trần thì vẫn giữ được cái sắc trần đấy. Cũng như là ngày hôm nay thì chủ yếu đa số là đến từ nhóm cổ phiếu trụ có những cái sự điều chỉnh nhất định anh chị ha. Đó, còn lại các cổ phiếu riêng lẻ vẫn đang tăng rất là tốt. À, các cổ phiếu của những nhóm ngành nhỏ, những nhóm ngành mà vốn hóa vừa đó, nhỏ và vừa, thì gần như là đang hút tiền trong giai đoạn này rất là tốt. À, trong giai đoạn này thì em đánh giá là thị trường đang khá là tích cực đối với những cái sự phân hóa này, thì gần như là các nhóm ngành đều có một cái cơ hội để chạy, nó luân phiên chạy theo nhau đó. Còn ở trong cái giai đoạn trước á, thì anh chị em chỉ thấy là nhóm ngân hàng độc một mình chạy, một mình nhóm ngân hàng thôi. Thì trong cái nhịp này thì em đánh giá là các nhóm ngành đều sẽ có cơ hội. Đó, chỉ cần chúng ta mua đúng và kiên nhẫn là sẽ có những cái lợi nhuận tốt thôi anh chị. Đấy. Ok. Rồi, cảm ơn anh Phát rất là nhiều. Thì đối với lại cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì anh chị cũng thấy là cũng có những cái điểm tích cực. Nhưng mà điểm trừ ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là khối ngoại họ vẫn đang tiếp tục là một cái phiên giao dịch bán ròng nha anh chị. Mặc dù là chúng ta đang có một cái sự gọi là
Rút chân rất là tốt ngày hôm nay thì đó là một cái điều tích cực cho thị trường. Nhưng mà quay ngược trở lại cái động thái cũng như là cái động lực thị trường khi mà chưa có những sự đồng thuận, tại vì sự đồng thuận của khối ngoại nó cũng sẽ đóng vai trò khá là lớn cho thị trường của chúng ta, để mà chúng ta có những sự tăng trưởng mạnh khi mà khối ngoại họ vẫn cứ đè những cái mặt cổ phiếu trụ, những cái mặt cổ phiếu trong VN30 bán ròng, thì đây là cái điểm trừ duy nhất. Nhưng cái điểm tích cực của chúng ta ngày hôm nay rút lại đó là cái phiên giao dịch rút chân, và hầu hết như anh Nguyễn Phát có chia sẻ đó là những cái mã cổ phiếu mid cap, những cái mã cổ phiếu nhỏ thì nó đang thu hút được dòng tiền. Thì điều quan trọng ngày em ở trong cái giai đoạn này thì đó là lựa chọn cổ phiếu anh chị ha. Đến cái phần thứ hai là cái phần mà chúng ta sẽ đi vào trực tiếp vào cái biểu đồ để chúng ta đưa ra được những cái góc nhìn phân tích kỹ thuật ở thị trường của chúng ta trong giai đoạn hiện tại. Thì ở đây anh Phát có thể là phân tích với anh chị em những cái biến động của thị trường ở thời điểm hiện tại để gửi thêm cho anh chị em những cái góc nhìn một cách khách quan nhất cho cái giai đoạn hiện tại anh chị ha. Mất anh Phát ơi. Ok, xin lỗi anh chị nha. Đấy, thì ở trong cái giai đoạn hiện tại á, là thị trường của chúng ta đã hồi phục lên rất là tốt. Và ở trong cái vùng này thì chúng ta có thể thấy là khi đi lên những cái vùng đỉnh cũ là chúng ta đang gặp những cái áp lực bán, những cái áp lực tiết cung ở phía trên. Và cái điều mà chúng ta cần lưu ý là thị trường đi lên quá nóng và những cái chỉ số hưng phấn của nó đang bắt đầu trong những cái phiên điều chỉnh này nó đang hạ nhiệt dần. Thì đây là những cái tín hiệu tích cực. Và với cái trạng thái hiện tại thì em đánh giá là những cái phiên cuối tuần thì chúng ta vẫn sẽ có những cái nhịp rung lắc ở trong những cái biên độ dao động từ khoảng 1.280 về 1.260, thì có thể là nó sẽ dao động ở quanh đó anh chị ha. Ngày hôm nay thì gần như là có một cái lực cầu tham gia vào khi mà thị trường nhúng về 1.260, thì có thể là hy vọng được chúng ta sẽ có những cái vùng cân bằng ở đây. Tuy nhiên là chúng ta vẫn còn phải cẩn trọng vì ở thời điểm hiện tại thị trường của chúng ta vẫn có khả năng điều chỉnh về những cái vùng 1.248, 1.250 và sâu hơn là cái vùng cân bằng ở 1.230, thì em đánh giá là cái xác suất mà về 1.230 thì khá là thấp. Đấy. Thị trường chỉ cần tích lũy ở trong một cái biên ở quanh vùng đỉnh thì sẽ có cơ hội tiếp tục đi lên và chinh phục những cái vùng kháng cự ở đỉnh cũ, thậm chí là chinh phục những cái cột mốc mới trong năm nay. Đó là nhận xét chung của anh Phát về thị trường ở thời điểm hiện tại, thì em cũng rất là đồng ý với cái nhận định của anh Phát thôi. Thị trường của chúng ta thì sau một cái đà tăng nóng, mức độ hưng phấn tăng cao thì cũng sẽ cần những cái phiên như thế này để mà thứ nhất là hạ được cái mức độ gọi là hưng phấn của thị trường xuống để thị trường dễ có những sự tăng trưởng hơn hay là có những sự bật tăng hơn, thì đó là cái điều cần thiết ha. Đó. Và quan trọng hơn là ở thời điểm hiện tại thị trường vẫn đang giữ được những cái vùng hỗ trợ quan trọng như anh Phát có đề cập mới nãy và những cái biên độ tích lũy nhất định. Và xét về cái thị trường hiện tại của chúng ta thì chúng ta vẫn còn đầy đủ những cái vùng hỗ trợ nha anh chị, đầy đủ những cái vùng hỗ trợ ở phía dưới, và chỉ có một cái điểm trừ của chúng ta là hưng phấn cao và kèm theo đó là cái trạng thái của chúng ta tăng yếu thôi, thì đó là những cái điểm trừ của chúng ta. Nhưng mà một khi mà nó chưa vi phạm hỗ trợ thì những cái điểm trừ này thì nó sẽ chỉ thể hiện là nó sẽ cần tích lũy hơn nhiều hơn để mà nó có thể là chinh phục được những cái mốc mới. Rồi, thì chia sẻ cụ thể hơn thì em sẽ đi qua một chút về cái biến động trong khung ngắn hạn anh chị ha. Đó là những cái khung như là khung H1. Ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã từng có những cái lúc là chúng ta giảm về đâu đó khoảng tầm là 1.267, nhưng mà rất nhanh thôi, chỉ khoảng tầm là 2 giờ 15. Bắt đầu kênh đến 2 giờ 15 thì đến 2 giờ 30 là chúng ta đã có một cái nhịp hồi rất là tốt trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Tạm thời thì cái xu hướng trong khung H1 của chúng ta thì vẫn đang là một cái xu hướng tăng anh chị nha. Và khi mà thị trường có một cái phiên rút chân như thế này thì cái mốc hỗ trợ mới của chúng ta là hỗ trợ gần nhất anh chị. Đó là quanh cái vùng cái đáy nến ngày hôm nay luôn. Chỉ cần thị trường của chúng ta tích lũy được ở trong cái biên độ 1.285 đến vùng 1.260 67 ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục với cái tình trạng phân hóa này, và thị trường của chúng ta sẽ diễn biến tích cực khi mà thị trường của chúng ta bung biên trên, hoặc là tiêu cực thì phải phá cái đáy ngày hôm nay thì thị trường mới có một cái nhịp giảm xuống, còn giai đoạn này là chúng ta đang tích lũy trong xu hướng tăng. Đó là những cái nhận xét về thị trường của chúng ta. Thì đối với lại là thị trường này thì nhận thấy trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì anh chị cũng có thể thấy là có rất nhiều sự phân hóa ngay cả trong những cái nhóm ngành, hay cả những cái cổ phiếu trong những ngành đó.
À, phân hóa nhóm ngành là một chuyện rất bình thường nha anh chị, nhưng mà phân hóa cổ phiếu trong nhóm ngành đó thì đó nó sẽ tạo ra một cái sự khó khăn cho anh chị khi mà anh chị sẽ lựa chọn những cái cổ phiếu. Thì anh chị có thể thấy được là trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, chúng ta có những cái mã cổ phiếu ví dụ như là phân bón hóa chất, đúng không anh chị, là một cái mã, là một cái nhóm ngành mà nổi bật trong phiên giao dịch chiều ngày hôm nay, cũng như có những sự tạo hiệu ứng như là Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ. Thì anh Phát có những cái nhận xét gì về những cái nhóm ngành này hay không, với những cái góc nhìn đa khung thời gian, theo những cái có thể là mua hay là chúng ta có thể là hành động như thế nào nếu anh chị đang có hàng? OK, thì ở trong cái giai đoạn hiện tại thì ngày hôm nay anh chị em thấy được là các cổ phiếu của nhóm ngành phân đạm hóa chất thì cũng tăng rất là tốt, đại diện là con DCM này. Thì hôm nay DCM thì có những cái thông tin khá là tích cực, cũng giống như là cái việc mà DCM gần đây vừa mới thâu tóm một công ty, thâu tóm một công ty và tăng cái sản lượng lên 50%. Thì đây nó sẽ là một cái câu chuyện về cái lượng hàng tồn kho cũng như là những cái hiệu ứng hưởng lợi trong tương lai đối với con DCM. Thì với cái mức thuế được áp là 5% đối với nhóm ngành phân bón thì gần như nó con DCM này sẽ là cái nhóm cái cổ phiếu hưởng lợi mạnh nhất ở trong cái nhóm phân bón ở trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Tuy nhiên về cái mặt đồ thị anh chị em thấy được là DCM có những cái phiên test cung rất là với thanh khoản khá là thấp, và đâu đó là anh chị em thấy được là cái dòng tiền ngày hôm nay đánh vào rất là đồng thuận, đồng thuận trong một cái xu hướng mới của cổ phiếu DCM. Tuy nhiên là đối với cổ phiếu này thì ở thời điểm hiện tại những cái vùng hưng phấn nó đang ở những cái vùng rất là cao, và cái sự mất cân bằng thì trong vài phiên tới nó sẽ càng ngày càng tăng lên nếu mà cổ phiếu này không có một không tiếp tục vượt đỉnh trong những cái phiên tới đó. Thì ở trong giai đoạn hiện tại thì gần như là cái điểm mua đẹp đối với cổ phiếu DCM này nó sẽ không còn đó, mà ít nhất là đối với DCM nó phải có những cái vùng rung lắc tích lũy trở lại quanh những cái vùng 36.5, quanh vào 36, 36.5, thì đó sẽ là những cái vùng mà anh chị em có thể là quan sát được. Tại vì những cổ phiếu dạng này á, thường nó sẽ không có điều chỉnh quá sâu mà nó sẽ tiếp tục đi lên luôn theo cái hành trình. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta phải xem xét ở thời điểm hiện tại là nếu cổ phiếu này nó tích lũy đi ngang ở một cái vùng tích lũy với thanh khoản bắt đầu kiệt dần lại thì chúng ta có thể tiếp tục tham gia. Tại vì những cái vùng cao này với dao động với những cái biên độ lớn thì nó sẽ là những cái vùng khá là rủi ro chứ không phải là những cơ hội nhiều anh chị ha. Các cổ phiếu đang giao dịch với những cái biên độ lớn, thanh khoản lớn thì anh chị em nên cẩn thận, đừng có quá FOMO vào những cổ phiếu này. Tại vì cái áp lực bán nó vẫn sẽ có, áp lực chốt lời vẫn sẽ có. Tuy nhiên là đối với cổ phiếu này thì tương lai nó sẽ rất là sáng giá, tại vì nó đang tiềm cận lên những cái vùng kháng cự ở đỉnh cũ rồi. Đấy, và những câu chuyện tăng trưởng nó vẫn còn, ghi nhận lợi nhuận thì rất là lớn. OK ha. Rồi, rất cảm ơn anh Phát về cái chia sẻ của anh rất là cụ thể và chi tiết ha. Thì về mặt ngắn hạn thì có lẽ như cái vùng này nó khá là cao, nhưng mà để đánh giá thì anh Phát cũng đưa ra được một vài những cái luận điểm về cho cái nhỏ, cái đặc biệt là cổ phiếu Đạm Cà Mau này. Khi mà nhìn về mặt trung và dài hạn thì nó vẫn đang ở trong một cái xu hướng tăng và nó cũng khá là tốt, và những cái sự kỳ vọng của nó là vẫn còn ha. Tuy nhiên là để mà ngắn hạn tham gia thì anh chị cũng phải cân nhắc cái điều này, và chúng ta làm sao đó mà tối ưu hóa được cái lượng vốn hạn chế theo những cái nhịp mà nó tăng mạnh như thế này. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng có những cái mã cổ phiếu như Đạm Phú Mỹ, tuy nhiên là cái mức độ tăng nó không tốt lắm. Có lẽ là từ cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta thấy là những cái sự phân hóa từ những cái thông tin hay là những cái sự hỗ trợ hay và về cơ bản doanh nghiệp nó tác động vào cái mặt bằng tăng giá và cái xu hướng dòng tiền tham gia vào cổ phiếu nó rất là lớn anh chị ha. Đó. Hay là như CSV thì ngày hôm nay cũng không tăng mạnh bằng Đạm Cà Mau. Nói vậy thì bây giờ anh chị có thể hình dung là cũng đã cái câu chuyện này thì thị trường của chúng ta đã kể đâu đó khoảng tầm là một tuần trở lại đây rồi. Khi mà chỉ có những cái mã cổ phiếu có câu chuyện hay là có những cái sự hưởng lợi thì nó mới có những sự bật tăng. Đó là cái nhóm ngành phân bón và hóa chất ngày hôm nay cũng tăng rất là tốt. Tuy nhiên cái sự chọn lựa thì chúng ta phải chắt lọc thật là kỹ, và chúng ta cũng sẽ cần phải chờ những cái tiêu chí tiếp theo để mà chúng ta tham gia. Một cái nhóm ngành nữa ngày hôm nay cũng rất là tốt, đó là nhóm ngành dệt may. Tuy nhiên rằng là dệt may thì có một vài mặt cổ phiếu nó cũng có một áp lực bán, ví dụ như TNG hay là Gil cũng có một cái sự bật tăng nhưng mà cũng có gặp áp lực trong phiên. Nhưng mà ngược lại những cái con như TCM tăng rất là tốt và đã tăng hai cái trận rồi. Thì đối với cái nhóm ngành này thì anh Phát có những cái góc nhìn gì thêm đối với nhóm ngành dệt may xuất khẩu này hay không? Và về cái tiềm năng hay là về những cái sự vận động trong ngắn hạn trong cái giai đoạn gần đây.
Thôi thì ok, thì đối với cái nhóm ngành dịch may này thì anh chị em có thể thấy được á, là ở trong giai đoạn hiện tại là nó đang hưởng lợi rất là nhiều về cái việc mà đơn hàng bắt đầu hồi phục và tăng cao trở lại, tới nỗi những cổ phiếu như là con TNG nó đều có những thông tin về không thể nào nhận thêm đơn hàng nữa. Đấy, anh chị em thấy là cái đà tăng rất là mạnh mẽ không? Đó. Tuy nhiên là ở trong cái giai đoạn hiện tại thì gần như các cổ phiếu của nhóm ngành này nó đều đã tăng rồi và nó sẽ có những cái trạng thái chỉnh lại đà tăng và bắt đầu sẽ có những cái động thái tích lũy hoặc điều chỉnh trở lại. Đó thì cũng không phải là những cái thời điểm để chúng ta mua đuổi. Đó. Nhưng mà nhóm ngành này thì vẫn sẽ hưởng lợi lâu dài về cái việc mà đơn hàng nó sẽ duy trì ở trong năm 2024 này. Đó. Rồi thì nói về những cái cổ phiếu ngành dịch may thì này thì đây chỉ là một cái nhóm ngành nhỏ và dòng tiền của nó thường sẽ duy trì ở những cái vùng mà tương đối thôi anh chị, nó sẽ không quá nhiều, có nghĩa là có ở thời điểm hiện tại có thể là nhóm ngành này nó sẽ chạy một nhịp đâu đó khoảng 30-40%, thì sau đó nó sẽ bắt đầu dòng tiền nó sẽ luân phiên để đi tìm kiếm những nhóm ngành mới, tại vì những nhóm ngành này nó sẽ không mang tính chất dẫn dắt và đại diện cho thị trường mà chỉ là những cái nhóm ngành mà đi lên theo thị trường khi mà trong một cái giai đoạn hồi phục, cũng như là nhóm ngành này thì rất nhiều cổ phiếu chuẩn bị chạm về những cái vùng kháng cự trung hạn. Đã. Ok anh chị. Rồi, cảm ơn Phát rất là nhiều về cái những cái thông tin rất là hữu ích cho anh chị nhà đầu tư cũng như là những cái góc nhìn. Và thêm vào đó thì em cũng nhận thấy được là một cái nhóm ngành mà nó cũng đang có những sự nổi bật và có thể là trong cái giai đoạn sắp tới nó mang tính chất thị trường khá là cao, và có thể trong giai đoạn sắp tới khi mà mặt bằng thanh khoản thị trường quay trở lại thì cái nhóm ngành này có thể nó sẽ có những sự bật tăng hay là có những sự hưởng lợi nhất định. Thì không cần nói thì anh chị cũng đoán ra được là những cái nhóm ngành nào rồi ha. Đó là cái nhóm ngành, đặc biệt là nhóm ngành chứng khoán của chúng ta. Khi mà ngày hôm nay trong 2 phiên giao dịch vừa rồi thì em vẫn thấy những sự vận động rất là ổn của những cái mặt cổ phiếu như VCI hay là VDS. Với cái mặt bằng thanh khoản thị trường của chúng ta rất lâu rồi, cũng khoảng tầm hơn 1 tháng trở lại chúng ta mới quay trở lại cái mốc thanh khoản là tỷ đô, đúng không chị? Và những cái nhóm ngành này nó thường nó rất là nhảy với thị trường, và đặc biệt là khi mà thanh khoản cao, margin cao, thị trường giao dịch sôi động thì những cái nhóm ngành này nó luôn ra đưa ra cho chúng ta những sự kỳ vọng cho những cái báo cáo tài chính sắp tới hay là những sự hưởng lợi trong cái giai đoạn sắp tới. Đó thì trong ngày hôm nay thì em cũng thấy được những cái sự nổi bật trong cái nhóm ngành này như là VDS này, rồi VCI này, BVS này, đó vượt đỉnh luôn anh chị. Rồi MVS cũng có những sự vượt đỉnh rất là tốt trong cái giai đoạn này. Thì tuy nhiên là như câu chuyện của chúng ta đã vừa đề cập ở trong cái đầu video á, thì chúng ta cũng thấy là có rất nhiều những sự phân hóa khi những cái mã cổ phiếu ví dụ như SSI thì nó lại không có những sự tích cực như là những cái mã cổ phiếu mà chúng ta vừa đề cập vừa rồi. Khi mà có những trạng thái vượt đỉnh rồi VIX này, rồi những cái mã cổ phiếu như là HCM thì nó cũng chưa vượt đỉnh. Nhưng mà HCM cũng có những cái trạng thái nó tích cực, đúng không? Thì theo anh Phát thì ở trong cái giai đoạn này thì liệu khi mà mặt bằng thanh khoản trở lại thì chúng ta có nên quan tâm đến cái nhóm ngành này hay không? Và những cái mã cổ phiếu nào anh Phát có thể là nhìn thấy được là những cái cơ hội ngắn hạn hay là những cái cơ hội để chúng ta mua và nắm giữ thì nó còn hay không? Ok, thì cũng giống như là Tùng vừa mới chia sẻ anh chị, thì ở trong giai đoạn hiện tại á, thì nhóm ngành chứng khoán với một cái sự gia tăng về thanh khoản thì nó sẽ là một cái động lực rất là tích cực đối với nhóm ngành này, tại vì đây là một nhóm ngành thị trường nó sẽ tăng khi mà thị trường thanh khoản tăng, cũng giống như là những cái câu chuyện trong tương lai, câu chuyện KRX, câu chuyện nâng hạng và câu chuyện bán vốn đó, lần lượt là các công ty đang bắt đầu là phát hành thêm để bắt đầu nâng cao cái sức mua của mình và nới cái margin ra. Thì đâu đó mọi người có thể thấy được là sức mua trong tương lai càng ngày càng nhiều, và khi nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường thì các kỳ vọng nó sẽ được đẩy lên cao, cũng như là những cái câu chuyện như KRX hay là nâng hạng vẫn chưa được đưa ra, vẫn chưa được áp dụng vào thì chúng ta vẫn còn có thể kỳ vọng được vào nhóm ngành này. Thì ở trong cái thời điểm hiện tại anh chị có rất là nhiều cổ phiếu mà anh chị em thấy được là đang hồi phục rất là tốt. Thì đối với những cổ phiếu mà vừa rồi thì Tùng có liệt kê thì anh vẫn có để ý những cổ phiếu giống trong giai đoạn hiện tại, giống như là những cổ phiếu như là con MBS đấy, MBS đấy thì nó đang vượt đỉnh. Với những cái trạng thái này của MBS thì hoàn toàn nó có thể là tiếp tục đi lên, tại vì từ những cái vùng đầu tiên nó vượt đỉnh thì có thể là nó sẽ thiết lập những cái vùng tích lũy quanh đó và tiếp tục đi lên. Đó là những cổ phiếu trong tương lai không còn kháng cự nữa đó. Trong tương lai không còn kháng cự nữa anh chị ha. Rồi thì đối với những cổ phiếu của dòng chứng khoán thì anh chú ý đợt này cũng có những cái cổ phiếu giống như là con HCM, HCM.
Đấy, cũng là một dạng cổ phiếu đang quay về đỉnh. Đó, một dạng cổ phiếu đang quay về đỉnh. Và đối với con HCM này thì ở trong những cái phiên sắp tới á, hoàn toàn nó có thể là có cơ hội bật tăng và vượt cái đỉnh ở những khung đồ thị trung hạn hơn. Đấy. Và gần như là sau một cái giai đoạn mà con cổ phiếu này nó đã phát hành thêm xong rồi và cái độ cô đặc của nó thì vẫn ở đó và họ đã có một cái khoảng thời gian tích lũy để gom lại hàng, thì đâu đó là cổ phiếu này sẽ là một cổ phiếu trong giai đoạn sau mọi người có thể chú ý được. Đó, cũng giống như là những cổ phiếu nào bền vững hơn thì anh chị em có thể lựa chọn những cổ phiếu như là VCI hoặc là SSI. Đó. Tuy nhiên là đối với cổ phiếu SSI nó sẽ là một cái cổ phiếu nó đi theo một cái dạng là kênh sideways hướng lên. Đó, kênh sideways hướng lên và thu hẹp biên độ, thì đối với những cổ phiếu này nó sẽ không nhanh hơn. Đó, chỉ được là với cái anh chị em nào sử dụng margin thì sẽ thích sử dụng đánh con SSI hơn. Đấy. Rồi, cảm ơn anh Phát rất là nhiều về những cái góc nhìn chia sẻ ha. Thì qua đó chúng ta cũng tự đúc kết với nhau về những cái vấn đề cũng như là một vài những ngành nổi bật trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Và chương trình ngày hôm nay thì chắc có lẽ là cũng đã đầy đủ những cái thông tin cũng như là những cái điều mà anh em muốn chia sẻ với mọi người trong cái video lần này. Thì hy vọng là cái video này sẽ mang cho anh chị thêm nhiều góc nhìn hơn trong quá trình đầu tư chứng khoán với những cái góc nhìn khách quan của anh em chia sẻ nãy giờ với mọi người, để mọi người có những cái quyết định trong cái quá trình đầu tư. Đó, thì chắc là xin phép mọi người, cảm ơn mọi người đã xem hết video, và nếu anh chị em nào mà chưa có người đồng hành, chưa có người hỗ trợ trong thị trường chứng khoán của chúng ta trong cái giai đoạn sắp tới hay giai đoạn hiện tại, thì anh chị em vui lòng có thể liên hệ với anh Phát, với hoặc là có thể chuyển ngay đi ở VBS về với ID đó là BE2S, mà ở trong cái phần comment ở phần YouTube thì em sẽ ghim để anh chị có thể liên hệ trực tiếp với anh Phát để có thể mở tài khoản hoặc là chuyển về đồng hành cùng với anh Phát cùng với tem kinh doanh và chứng khoán để có thể là tiếp tục hỗ trợ cũng như đồng hành với mọi người trong quá trình đầu tư tiếp theo ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, rất là cảm ơn mọi người.